Dương Mịch ám chỉ chồng cũ Lưu Khải Uy bất tài. Dù không trực tiếp công khai nhưng Dương Mịch đã nhiều lần ngầm tiết lộ về lý do ly hôn với Lưu Khải Uy. Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là cặp đôi vàng trong showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, cái kết của cặp đôi này lại không được đẹp như mọi người vẫn tưởng. Dù đã ly hôn hơn 2 năm nhưng nguyên nhân khiến cho cặp đôi đường ai nấy đi cho đến giờ vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo trang NewsX thì Dương Mịch không trực tiếp công khai nhưng cô đã có khá nhiều lần ngầm tiết lộ về lý do ly hôn với Lưu Khải Uy. Cách đây không lâu, Dương Mịch chia sẻ: "Tôi thích những người đàn ông có tính độc lập. Có vẻ như việc Lưu Khải Uy sau khi kết hôn không còn cầu tiến trong công việc như xưa đã khiến người đẹp tam sinh tam thí thập lý đào hoa cảm thấy chán nản." Không chỉ vậy, Dương Mịch trong một bài phỏng vấn cách đây nhiều năm cũng đã nói về những vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm của bản thân. Hai người ở bên nhau thì cần phải có chung mục tiêu. Bởi vì tôi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên tôi không thể chịu đựng được người bên cạnh cứ níu chân tôi lại. Tôi hy vọng có một người sẽ khiến tôi phải ngước lên nhìn anh ấy. Cô nói. Minh chứng cho tham vọng của Dương Mịch, trang Sohu đã tìm lại được một tấm ảnh ngày xưa của nữ diễn viên cầm ô phục vụ Lưu Diệc Phi cách đây 14 năm. Hình ảnh cũ của hai nữ diễn viên gây bất ngờ xôn xao trở lại, vì chẳng ai ngờ giờ đây mỹ nhân cầm ô đó lại trở thành sao hạng A, còn hot hơn cả nữ chính ngày ấy. Nếu nói đến Lưu Khải Uy, mọi người trong một số lần phỏng vấn đều thấy anh luôn cố gắng ám chỉ về việc Dương Mịch coi trọng sự nghiệp mà bỏ bê gia đình khiến bao năm qua cô vẫn luôn bị dư luận chỉ trích. Dường như những hành động trước đây của Lưu Khải Uy khiến Dương Mịch cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng cô đã quyết định ly hôn. Trong khi vợ cũ ngày càng nổi tiếng và thăng hoa trong sự nghiệp, thì sự nghiệp của Lưu Khải Uy có dấu hiệu tụt dốc kể từ khi ly hôn. Từng là một trong những tài tử hàng đầu của dòng phim truyền hình, giờ đây Lưu Khải Uy không được mời đóng phim hay những vai diễn của anh đều không tạo được tiếng vang. Mới đây, hình ảnh chồng cũ Dương Mịch đi hát hội chợ được tiết lộ khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Nam diễn viên không còn được các đạo diễn săn đón, mọi thông tin về Lưu Khải Uy chỉ được quan tâm khi liên quan đến Dương Mịch. Tuy nhiên, dù sự nghiệp tụt dốc nhưng Lưu Khải Uy lại khiến người hâm mộ yêu mến vì thể hiện rất tốt vai trò một người cha. Anh thường xuyên bị bắt gặp đưa con đi chơi, đi học. Sau khi hôn nhân tan vỡ, anh càng dành nhiều thời gian và quan tâm cho con gái hơn. Lưu Khải Uy luôn muốn bù đắp cho con gái vì thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Sau khi quay lại cuộc sống độc thân, Lưu Khải Uy cũng dính một vài tin đồn tình cảm nhưng anh luôn phủ nhận. Một nguồn tin cho hay, hai vợ chồng Dương Mịch và Lưu Khải Uy có một thỏa thuận ly hôn, đó là cặp đôi sẽ không đi bước nữa khi con gái tròn 18 tuổi. Nếu Lưu Khải Uy tái hôn trước khi con gái trưởng thành, anh sẽ mất quyền nuôi con gái.